Phản ánh đến đường dây nóng báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiều bạn đọc cho biết, dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo hỏa tốc dừng ngay việc xử lý thực bì mùa khô năm 2022-2023 trên địa bàn toàn tỉnh, nhưng tại thành phố Đà Lạt, nhiều tuần trở lại đây, tình trạng đốt thực bì, đốt rác trong rừng vẫn diễn biến phức tạp và hầu như không có sự kiểm soát. Ghi nhận ở hầu khắp các phường xã có rừng tại thành phố Đà Lạt, khói bụi vẫn bốc lên từng ngày, đặc biệt là các khu vực xa trung tâm thành phố như khu vực Hồ Tuyền Lâm, Đèo Tà Nung, các xã Xuân Thọ, Xuân Trường, Trạm Hành. Hậu quả thảm thực vật phía dưới mặt đất bị thiêu rụi, bao gồm các cây nhỏ, động vật nhỏ. Ngoài ra các đám cháy đã để lại vết cháy loang lổ trong các khu rừng vốn xanh màu lá, như dọc đường vào khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, dọc quốc lộ 20 hướng từ Đà Lạt đi Ninh Thuận, đường DT725 từ trung tâm Đà Lạt đi huyện Lâm Hà, ảnh hưởng không nhỏ tới cảnh quan ven đường. Liên quan đến xử lý cháy tại địa phương, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt vừa chỉ đạo chấm dứt tình trạng để xảy ra cháy tại bãi rác Cam Ly thuộc phường 5, không để tiếp tục xảy ra tình trạng cháy tại bãi rác gây thiệt hại đến tính mạng tài sản của người dân tại khu vực và gây ô nhiễm môi trường. Trước đó, tại bãi rác Cam Ly đã đóng cửa cách trung tâm Đà Lạt khoảng 5 km, xảy ra cháy lớn, khói bụi từ đám cháy đã bay vào trung tâm thành phố, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân. Một số trung tâm thương mại từng được xem là biểu tượng cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay hoạt động cầm chừng. Ghi nhận những ngày cuối tháng 3, tòa nhà Bitexco Financial Tower số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, một thời là điểm đến không thể thiếu của du khách, nhưng nay rất vắng vẻ. Phần lớn các cửa hàng thời trang, ẩm thực, rạp chiếu phim, hoạt động nhộn nhịp trước đây đều đã đóng cửa. Theo thông báo của ban quản lý tòa nhà, các tầng thuộc trung tâm thương mại cũng như dịch vụ Icon 68 đã trả mặt bằng vì tòa nhà có kế hoạch cải tạo nâng cấp một số hạng mục. Cách tòa nhà này không xa, trung tâm thương mại Passion Sài Gòn Tourist Plaza, góc đường Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, quận 1 cũng lác đác khách mua. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện chỉ có một vài thương hiệu như Uniqlo, Muji là thu hút khách. Riêng khu vực tầng trệt Passion Sài Gòn Tourist Plaza có vắng vẻ hơn. Tương tự tại Vincom Center Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, quận 1, chỉ các gian hàng ẩm thực, vui chơi, thời trang khuyến mãi sâu từ 40% đến 50% mới thực sự có khách. Với hệ thống Vincom Plaza Quang Trung Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, lượng khách đến mua sắm cũng khá thưa thớt. Nằm trên góc đường Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, đối diện nhà thờ Đức Bà, quận 1, trung tâm thương mại Diamond Plaza cũng không khá hơn khi lượng khách đến mua sắm ít ỏi so với trước thời điểm dịch Covid-19. Còn tại No Zone, Nguyễn Văn Cừ, quận 1, trừ một số cửa hàng cà phê nằm mặt tiền trung tâm thương mại, phía bên trong là các gian hàng bán giày dép, quần áo thừa vắng khách mua. Không chỉ các trung tâm thương mại ở quận 1, nhiều trung tâm khác như Vạn Hạnh Mall, quận 10, An Đông Plaza, quận 5, Crescent Mall, quận 7, khách mua cũng không nhiều. Ông Lê Đình Hiếu, trưởng phòng kế hoạch tài chính tổng hợp Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận có tình trạng này nhưng không trầm trọng. Ông Hiếu lý giải, hiện nay tình hình kinh tế các nước đều gặp khó khăn, trong đó có Việt Nam. Người dân buộc phải thắt chặt chi tiêu hơn, ưu tiên tiêu dùng những mặt hàng thiết yếu. Hiện tại là giai đoạn thấp điểm tiêu dùng làm cho sức mua bị ảnh hưởng. Tình trạng vắng vẻ nhìn chung không quá tiêu cực. Một góc nhìn khác, tiến sĩ Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý thành phố Hồ Chí Minh, nhận định nguyên nhân chủ yếu do người tiêu dùng, kể cả người giàu có, hiện rất cân nhắc khi mua hàng. Bên cạnh đó, chúng ta phải thừa nhận sự thật là cạnh tranh của các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội đã khiến trung tâm thương mại bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu không chủ động thay đổi, bắt nhịp để thích nghi với xu hướng tiêu dùng mới, thì các trung tâm thương mại sẽ dễ bị đào thải. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, gọi tắt là dự thảo, để lấy ý kiến đóng góp của xã hội từ nay đến ngày 17 tháng 5. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất theo dự thảo là thí sinh học chương trình trung học phổ thông dự thi 4 môn học bắt buộc, gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử và 2 môn lựa chọn trong số 4 môn đã chọn học. Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông dự thi 3 môn bắt buộc gồm ngữ văn, toán, lịch sử và 2 môn lựa chọn trong số 4 môn đã chọn học. Trong dự thảo phương án mà Bộ Giáo dục Đào tạo công bố lấy ý kiến, 2 môn tự chọn này hoàn toàn do học sinh chọn, không quy định cứng môn thuộc khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội, tạo sự linh hoạt cho học sinh, đồng thời bảo đảm định hướng nghề nghiệp khối thi đại học mà thí sinh lựa chọn.
vấn đề quan trọng nhất là ngân hàng đề thi. Do đó, Bộ Giáo dục Đào tạo phải quyết tâm lớn về nhân lực tài lực để xây dựng ngân hàng đề thi thì mới đạt được mục tiêu như kỳ vọng, để đánh giá đúng năng lực của học sinh, từ đó làm cơ sở điều chỉnh lại chương trình phổ thông. Ngoài ra, sau mỗi kỳ thi, Bộ Giáo dục Đào tạo nên rà soát lại ngân hàng đề thi và quy tụ những chuyên gia giáo viên giỏi ra đề thi để đưa vào ngân hàng đề thi. Nếu Bộ Giáo dục Đào tạo quyết tâm đổi mới thi tốt nghiệp thì chắc chắn phải làm tốt ngân hàng đề thi. Khi tập trung làm ngân hàng đề thi, xây dựng trung tâm khảo thí, phải có các chuyên gia, có tài chính, phải học hỏi kinh nghiệm của thế giới và làm đúng thì kỳ vọng đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ thành công. Hiện nhiều dự án giao thông trọng điểm quốc gia đang triển khai như sân bay Long Thành, các tuyến đường cao tốc Vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết Dầu Dây, Biên Hòa Vũng Tàu, các dự án đường cao tốc tại đồng bằng sông Cửu Long, đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, tuy nhiên phần lớn đang chậm tiến độ do thiếu vật liệu san lấp mặt bằng. Dự án đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây có tổng trữ lượng vật liệu được cấp tại các vị trí là 2,1 triệu mét khối để phục vụ san lấp mặt bằng. Tuy nhiên do dịch Covid-19, thời tiết bất lợi, khan hiếm vật liệu đắp nên dự án đang chậm tiến độ. Hiện dự án thiếu khoảng 620.000 mét khối đất đắp phục vụ thi công các hạng mục đường song hành, đường gom dân sinh, đường dẫn các đầu cầu vượt. Tại dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, hiện nhu cầu cần khoảng 1,6 triệu mét khối vật liệu đất và 7,2 triệu mét khối cát đắp nền đường, 1,5 triệu mét khối cát xây dựng và 4,4 triệu mét khối đá xây dựng. Tuy nhiên, các tỉnh thành có dự án đi qua chỉ đáp ứng khoảng 50%. Còn Đồng Nai đang loay hoay tìm mỏ vật liệu xây dựng nên khó đảm bảo tiến độ dự án do chính phủ đề ra. Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 với vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, với gần 2.500 hộ dân có đất bị thu hồi, nhưng việc giải phóng mặt bằng chưa xong. Khi triển khai thi công cũng sẽ thiếu vật liệu đất đắp, san lấp. Trước tình trạng này, tỉnh Đồng Nai dự kiến sử dụng 12 mỏ đá với trữ lượng 204 triệu mét khối và một số mỏ đất, đá, nhưng do đang triển khai nhiều dự án, khả năng công suất khai thác từng mỏ không đáp ứng tiến độ yêu cầu. Còn tại đồng bằng sông Cửu Long, ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hai dự án thành phần đoạn từ Cần Thơ đến Cà Mau thuộc cao tốc Bắc Nam có tổng nhu cầu 18,5 triệu mét khối, hiện đang gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long bố trí cát cho dự án, nhưng hiện khối lượng chưa đảm bảo. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị các địa phương đồng bằng sông Cửu Long rà soát khẩn trương thực hiện nâng 50% công suất các mỏ cát đang khai thác, có trong hồ sơ khảo sát vật liệu và dành toàn bộ khối lượng phần tăng thêm để cấp cho dự án. Để sớm gỡ khó nguồn vật liệu, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn địa phương về trình tự thủ tục liên quan đến khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ dự án điều tra thăm dò, khai thác cát biển, phục vụ cho các dự án san lấp. Hiện nguồn cát đắp cho dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh rất khó khăn, trong khi nguồn cung tập trung ở An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long nên cần rà soát để nâng công suất, mở mỏ mới để cung cấp cát đắp cho dự án. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần chủ động chuẩn bị các thủ tục liên quan đến khai thác mỏ vật liệu xây dựng theo thẩm quyền để giao ngay mỏ cho các nhà thầu khai thác vật liệu, đáp ứng tiến độ thi công theo chỉ đạo của Chính phủ. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường tính toán phân bổ hợp lý nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án, bảo đảm đủ nguồn cát thi công. Về nghiên cứu vật liệu mới là cát biển để thay thế cát thông thường, Phó Thủ tướng chỉ đạo cần sớm đánh giá kết quả, xem có bảo đảm chất lượng để làm đường cao tốc và đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá lại thiết kế quy chuẩn đường cao tốc. Mới đây, việc các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy kịp thời mang 5 lọ thuốc BAT, Botulism, Antitoxin, Heptavalent, rất quý hiếm ra Quảng Nam để điều trị các ca ngộ độc chất botulinum sau khi ăn cá chép muối ủ chua đã giúp người bệnh qua cơn nguy hiểm. Qua đó cũng cho thấy, nhiều bệnh viện chưa thể mua sắm dự trữ các loại thuốc hiếm, thuốc đặc trị, thuốc giải độc chuyên biệt. Ông Lê Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, hiện nay, công tác dự trù thuốc phụ thuộc vào tình hình bệnh tật phát sinh của từng năm, trong khi đó thời gian thực hiện mua sắm kéo dài dẫn đến thiếu tính kịp thời.
có những loại thuốc hiếm nhiều năm không sử dụng, không dự trù mua sắm dẫn đến khi có phát sinh bệnh thì không mua kịp. Qua ghi nhận thực tế, một số thuốc hiếm được cơ sở y tế mua về không sử dụng hết do không có nhu cầu, phải hủy bỏ khi hết hạn. Thực hiện nhiệm vụ được chính phủ giao tại nghị quyết số 30 trên NQCB, Bộ Y tế đang triển khai xây dựng cơ chế bảo đảm thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó dự kiến đề xuất cơ chế đặc thù về tài chính, bố trí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước để các cơ sở khám chữa bệnh chủ động dự trù các mặt hàng thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung. Đặc biệt, Bộ Y tế cũng đề xuất giải pháp cơ chế để các cơ sở khám chữa bệnh có thể mua sắm dự trữ một số thuốc hiếm, thuốc chuyên dụng cho chống độc, ngộ độc, trong đó chấp nhận hủy bỏ khi không có bệnh nhân sử dụng dẫn đến thuốc hết hạn, đồng thời tăng cường chính sách khuyến khích các doanh nghiệp dược trong nước triển khai sản xuất mặt hàng thuốc hiếm để chủ động nguồn cung trong nước. Bộ Dịch vụ Công của Pháp ban hành thông báo nêu rõ, những người làm việc trong các cơ quan chính phủ của nước này sẽ không được phép cài các ứng dụng giải trí trên điện thoại công vụ. Thông báo trên được công bố sau khi nhiều nước tại châu Âu ban hành lệnh cấm đối với ứng dụng chia sẻ video TikTok. Lý do được nhà chức trách Pháp đưa ra là các ứng dụng giải trí không đảm bảo về mức độ bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng, theo đó không thể vận hành trên các thiết bị công vụ. Lệnh cấm sẽ được áp dụng đối với các ứng dụng trò chơi như Candy Crush, các ứng dụng phát trực tuyến như Netflix và các ứng dụng giải trí như TikTok. Trước đó, Ủy ban châu Âu cùng các cơ quan liên quan và nhiều nước như Mỹ, Canada cũng đã đưa ra lệnh cấm tương tự đối với TikTok do lo ngại rò rỉ dữ liệu người dùng và kéo theo những rủi ro đối với an ninh quốc gia.